Xin chào mọi người. Hôm nay thì em Kiên sẽ cùng với mọi người nghiệm thu một bộ sofa được làm từ gỗ óc chó nguyên phần mộc thô dành cho một chú khách hàng giấu tên tại Hà Giang. Bộ sofa này thì chú cũng đã đặt em Kiên khá lâu rồi, một thời gian khá dài, và em Kiên hoàn thiện rất là tỉ mỉ, rất là chậm rãi để bộ sofa làm sao đẹp nhất có thể. Và thông tin chi tiết thì ngay bây giờ sẽ được bàn giao tới chú cũng như là quý anh chị khách hàng ở trên kênh để mọi người cùng thẩm định xem là bộ sofa gỗ óc chó này của em Kiên có chất lượng không nha. Đầu tiên thì xét về chất liệu của sofa thì như em đã nói rồi, mẫu này được làm từ gỗ óc chó loại nguyên kiện nhập khẩu. Đây là loại cao cấp nhất mà mọi người có thể tìm thấy về gỗ óc chó và để ứng dụng sản xuất sofa rồi. Tất cả những cái mẫu cũng như là tất cả các bộ phận thì đều được làm từ gỗ óc chó cả, nên là mọi người yên tâm về cái nguyên vật liệu khi mà lựa chọn những cái sản phẩm sofa mà em Kiên sản xuất nha. Tiếp theo thì xét về kiểu dáng thì đây là kiểu dáng mà chú khách hàng của em lựa chọn, với một cái kiểu chân mới, mã sofa KS66, một trong những cái mã sofa mới nhất được ứng dụng rất là nhiều điểm cải tiến. Trông nó to lớn hơn, nó chắc khối hơn, nó khỏe hơn, và nó đem đến một cái nhìn nó cứng vững hơn, nó mạnh mẽ hơn. Tiếp theo ấy thì là chú khách hàng lựa chọn một cái option mặt ngăn kéo, đó là mặt ngăn kéo đục CNC. Đó, đây là một cái hệ mặt ngăn kéo đục, nó tạo ra cho mọi người một cái hiệu ứng thị giác rất là tốt. Khi mà cái mặt ngăn kéo này được đục âm xuống bên dưới, nó tạo ra một cái hiệu ứng này. Mọi người nhìn vào thì trông nó rất là điểm nhấn và nó giúp cho mọi người thu hút vào cái bộ sofa rất là tốt. Chắc chắn là táp ngăn kéo là một bộ phận mà đặc trưng lớn nhất và nó là cái điểm đáng giá nhất trên sofa gỗ rồi. Vì vậy nên là khi mà có những cái điểm thu hút ứng dụng lên đây thì chắc chắn là bộ sofa trông sẽ cầu kỳ, sẽ đẹp hơn và sẽ sang rất là nhiều. Rồi, xét về cấu hình một chút thì bộ sofa này sẽ bao gồm có đôn này. Đôn này thì chiều dài là 1m30 và chiều rộng là 65cm. Được bố trí một đệm ngồi mọi người nhé. Và cái kiểu dáng của đôn thì như thường lệ vẫn là bệ tỳ tay ở một bên, hệ táp ngăn kéo ở một bên, và cái mặt táp ngăn kéo đục lõm đây, mọi người có thể xem này. Ngay bên dưới của mặt táp sẽ là cái ngăn kéo. Cái ngăn kéo này giúp cho mọi người có thể để rất là nhiều đồ dùng, các cái đồ dùng vật dụng để ở không gian kín như thế này thì rất là cần ở trong không gian phòng khách đây. Mặt trước của táp ngăn kéo sẽ được sử dụng những cái đường CNC soi ngang như thế này. Đó, mọi người thấy không? Đục ngang như thế này nó tạo ra cho bộ sofa thêm cái phần lịch sự và trông cũng rất là thu hút đấy, cũng là một cái điểm nhấn cách điệu rất là tốt. Rồi, đối diện đôn thì sẽ là một cái văng lớn, được bố trí hai đệm ngồi với chiều dài là 2m và chiều rộng cũng là 85cm. Cái đôn này, cái văng này thì nó sẽ cầu kỳ hơn cái đôn kia. Thứ nhất là kích thước nó lớn hơn và thứ hai là nó có thêm tựa lưng. Đó, mặt táp ngăn kéo nó cũng lớn hơn và bệ tỳ tay cũng sẽ lớn hơn và cao hơn. Táp ngăn kéo đây, mọi người có thể thấy là một cái phần mặt táp được đục âm xuống và được chọn rất là nhiều vân của gỗ óc chó rất là đẹp. Khi mà sơn lên thì mức độ thẩm mỹ của nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Ở ngay bên dưới thì mọi người sẽ có một cái ngăn kéo, một cái mặt táp ngăn, một cái phần thùng ngăn kéo để có thể để đồ. Đó, thùng ngăn kéo này để rất là nhiều đồ mọi người nhé. Đây là một trong những cái kích thước táp lớn mà em Kiên đang sản xuất rồi. Đó, tiếp theo sang đến phần bên này, mọi người sẽ có một cái phần ngồi lớn nhất với cái văng dài là 2m80 và chiều rộng văng sẽ là 85cm. Với tất cả những cái bộ phận mà cái văng ngắn kia có thì cái văng này nó cũng có. Vấn đề là nó được kéo dài hơn để bố trí thêm chỗ ngồi thôi. Mặt táp ngăn kéo đây, mọi người vừa xem rồi. Và bệ tỳ tay. Với cái bệ tỳ tay được làm cao như thế này á, thì khi mà mọi người ngồi thì sẽ có một cái dáng ngồi rất là thoải mái, cực kỳ là khoan thai. Đó, rất là thoải mái với cái chỗ ngồi như thế này. Rồi, mọi người sẽ có thêm bàn kẹp góc. Và cái bàn kẹp góc này sẽ có một cái phần chịu lực trọng tải cực lớn luôn. Quý anh chị khách hàng nào ưa thích gỗ tự nhiên thì có thể để những cái phần gung nu hoặc là những cái tượng gỗ có trọng lượng lên tới hàng trăm kg vào cái phần mặt bàn kẹp góc này mà không hề lo lắng bất cứ gì liên quan đến việc là nó có bị quá trọng tải, nó có bị ảnh hưởng sau một cái quãng thời gian mình để lâu không, thì cái bàn kẹp góc này rất là thoải mái để nhé mọi người nhé. Rồi, thêm vào đó mọi người sẽ có bàn trà được đặt ở trung tâm. Bàn trà này thì chiều dài là 1m60 và chiều rộng là 90cm. Với một nửa bên này thì mọi người sẽ có cái ngăn kéo để đồ rất lớn. Đó, ngăn kéo để đồ ở bên này. Và bên này thì mọi người sẽ có một cái khoang cũng rất lớn để có thể để được những cái vật dụng cá nhân như là sách báo, tạp chí hay là rất là nhiều những cái đồ dùng khác. Rất là thoải mái ở khu vực bên này. Mặt bên trên thì đương nhiên rồi, sẽ là mặt gỗ và sẽ được đè một cái tấm kính lên đây. Mẫu này thì sẽ được trang bị đi kèm với một bộ da đệm được làm từ da bò tự nhiên, rất là chất lượng. Và mọi người nhớ đăng ký em Kiên để theo dõi một cái quá trình hoàn thiện bộ sofa chất lượng
có thể nói là chất lượng top 1 mà em Kiên đang sản xuất rồi, thì trông nó sẽ như thế nào nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.